Thưa quý vị, trở lại với bản tin buổi tối hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi bản tin cuối ngày cùng với ký giả Nguyễn Văn Khanh, Diệu Quyên và Kim Dung. Xin được chào anh Khanh, thưa anh. Dạ vâng, và một lần nữa từ Washington, tôi là Nguyễn Văn Khanh, cũng xin gửi lời chào đến hai bạn Kim Dung và Diệu Quyên, và không quên gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của SBTN. Tôi vừa mới có một cái cuộc tranh cãi kéo dài gần một tiếng đồng hồ với lại mấy ông ở hội Bô Lão. Lý do là bởi vì ai cũng biết là chủ nhật tới đây là 7 giờ sáng giờ California, tức là 10 giờ sáng giờ Washington DC, hai đội tuyển Pháp và Argentina ra sân ở tại Qatar để tranh chức cúp vô địch giải bóng tròn thế giới năm 2022. Và các ông hỏi nhau rằng là ai là áp lực, ai bị áp lực nặng hơn, Pháp áp lực nặng hơn hay là Argentina? Và sau đó là cuộc tranh cãi kéo dài đến gần 2 tiếng đồng hồ và không đi đến đâu hết, ngoài trừ cái trường hợp là mỗi một ông nào cũng phải uống thêm một ly cà phê. Thưa với hai chị và thưa cùng với là quý vị khán thính giả, chuyện áp lực là cái chuyện đương nhiên. Ngay chính chúng ta khi mà đi làm thì chúng ta cũng có gặp áp lực. Ngay cả tôi mỗi một buổi tối là gặp gỡ với hai với lại SBTN 12 phút đồng hồ thì cũng bị áp lực phải soạn bài, áp lực phải thế này phải thế kia, làm sao để làm tròn những công tác. Thì đó là cái trách nhiệm. Cái trách nhiệm đó là trách nhiệm với tôi, là trách nhiệm của một nhà báo, trách nhiệm với lại những cầu thủ của đội tuyển Argentina và đội tuyển Pháp, là cái áp lực nặng nề của những người cầu thủ chuyên nghiệp. Và đương nhiên là hai bên đều có một cái ước mơ giống nhau. Cái ước mơ của họ là họ thắng được phía bên kia để họ đem chiếc cúp vô địch về với lại nước nhà. Tôi thấy là rõ ràng là như vậy. Nhưng mà thử hỏi nhiều người đặt ra là không biết là bên Argentina thì là anh Messi bị áp lực như thế nào, Mbappé ở bên Pháp thì là bị áp lực như thế nào. Tôi nghĩ rằng là cái áp lực thì nó giống nhau. Ngay ở tại Washington giờ phút này cũng vậy. Thưa với hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, tôi thấy chính trường nước Mỹ cũng bị áp lực. Lý do là bởi vì cho đến giờ phút này mà chúng ta vẫn chưa có được ngân sách cho tài khoá năm 2023. Và đừng quên là 12 giờ tối ngày mai, tức là tối thứ sáu mà không có tiền là chính phủ đóng cửa. Mấy ông bà quốc hội liên bang thì họ khéo lắm. Họ bảo thôi, bây giờ mình chưa giải quyết xong thì thôi mình ở lại để mình làm việc thêm. Tức là như thế nào? Họ nói rằng là bây giờ họ thông qua một cái đạo luật. Và trong cái đạo luật đó là họ kéo dài cái thời gian. Tức là thay vì là không có tiền cho đến thứ ngày mai là phải đóng cửa, bây giờ họ giảm cái áp lực bằng cách họ bảo là không có tiền cho đến thứ sáu tuần tới thì là mới phải đóng cửa, để họ có thời gian để họ bàn thảo tiếp. Thành ra suốt cuộc sau, áp lực thì ai cũng có, nhưng mà đương nhiên là có tùy từng cái cách để mà chúng ta giải quyết cái áp lực đó. Và cái áp lực mà mọi người đặt ra với tôi rằng là thế ông thì ông chọn đội tuyển nào thắng? Ông chọn Pháp hay là ông chọn Tây Ban Nha? Ông thích ăn bánh mì hay là ông thích nhảy tango? Câu trả lời của tôi là bonjour, tout le monde. Và ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Bây giờ xin được trở lại California với hai bạn Diệu Quyên và Kim Nhung. Merci beaucoup anh Kim Khanh, anh Khanh. Hy vọng là đội Pháp. Dạ. Vào ngày 15 tháng 11 năm 2022 thì cựu Tổng thống Donald Trump loan báo quyết định để ra tranh cử. Thưa anh Khanh, dự cuộc đua chính trị năm 2024 và quyết định của vị Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ và được coi là một quyết định rất là quan trọng, vì ông là người đầu tiên tuyên bố sẽ tranh cử Tổng thống cho nhiệm kỳ sắp tới. Điều mà mọi người ngạc nhiên cho đến hôm nay là ngày 15 tháng 12 rồi, thưa anh, vẫn chưa thấy ông Trump xuất hiện trước cử tri, hay nói đúng hơn là chưa thấy ông đi vận động tranh cử. Vậy thì thưa anh Khanh, dự quyên xin được đặt câu hỏi ra là tại sao vậy thưa anh? Tới giờ này tại sao ông Trump vẫn chưa lên tiếng thưa anh Khanh? Tôi nghĩ là ông Trump chắc chắn là thế nào ông cũng sẽ xuất hiện trước công chúng, đương nhiên. Nhưng mà cho đến giờ phút này, tức là chị Diệu Quyên nói đúng, tức là 30 ngày trôi qua rồi mà không thấy ông xuất hiện. Lý do là bởi vì tôi nghĩ là cái ảnh hưởng của cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022 vẫn còn. Và ông biết đây không phải là cái lúc mà ông xuất hiện. Xuất hiện bây giờ không có gì lợi cả. Chị Diệu Quyên và quý vị khán thính giả của SVTN thử xem lại coi, tất cả ông đã đề cử những người ra tranh những cái vụ cao cấp ở các tiểu ở 5 hoặc 6 tiểu bang Pennsylvania, Nevada, Arizona, rồi đến cả Georgia rồi vân vân. Không một ai thắng cử hết. Bây giờ mà ông xuất hiện đâu có gì lợi. Nếu mà những người đó họ thắng cử thì đương nhiên ông xuất hiện nó mới có cái điểm lợi cho ông. Đó là lý do thứ nhất. Cái lý do thứ nhì là tôi nghĩ rằng là hiện tại bây giờ
ông Trump nghĩ là ông chỉ lên tiếng loan báo là tôi ra tranh cử, nhưng mà ông chưa phải vội vã để mà đi vận động. Ai cũng biết rằng là chắc lý do là tại sao như vậy, bởi vì là hiện tại bây giờ ông phải đợi coi là ngay phía bên Đảng Cộng Hòa sẽ có những ai ra tranh cử, những ai là đối thủ của ông ở vòng sơ bộ. Ngay bây giờ ông một mình, ông một trợ, ông không có điều gì ông phải lo. Cái điểm thứ ba là ông Trump tin rằng là ông vẫn có một cái lực lượng hùng hậu ủng hộ ông, họ sẵn sàng sống chết với ông, và ông thấy coi đó là một cái lợi thế. Hiện tại bây giờ ông không ra tranh cử, nhưng mà nếu mà chị Diệu Quyên và quý vị khán thính giả của SBTN là fan cứng của ông thì là chắc chắn họ vẫn tiếp tục, họ gửi hết email này email khác rồi sau đó để họ quyên tiền tranh cử cho ông Donald Trump, và đó là những cái việc phải làm. Nói tóm lại là tôi thấy ông Trump hiện tại bây giờ ông đang ngồi chờ thời, thưa với lại chị Diệu Quyên. Dạ vâng, cảm ơn anh Khanh, thưa anh. Anh vừa nói ông Trump đang ngồi chờ thời, nhưng mà không biết là ông đang chờ cái điều gì, ông đang đợi cái điều gì để đến theo đúng cái thời của ông, thưa với anh. Tôi nghĩ rằng là ông ấy đang chờ đợi, cái việc đầu tiên ông chờ đợi xem là ai ở bên Đảng Cộng Hòa sẽ ra tranh cử, tức là đối đầu với lại ông. Trước đây thì người ta luôn luôn, người ta đã từng có thời người ta nghĩ rằng là ông Trump ra, tức là ông chặn cửa của những ứng cử viên khác, tức là những người khác phải nhường chỗ cho ông Donald Trump. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì cái tình hình nó đã thay đổi. Những cuộc thăm dò hiện tại thì cho thấy là tới 61% cử tri của Hoa Kỳ họ bảo rằng thôi, đã đến lúc ông Trump xong rồi. 70% của cử tri của Hoa Kỳ bảo rằng xong rồi, ông Biden cũng xong luôn, chúng tôi đi tìm những khuôn mặt mới. Thành ra là bởi vậy ông Trump cũng đang chờ đợi xem là ai sẽ là người mà ông phải đương đầu ở bầu cử sơ bộ. Đừng quên rằng là cái ước mơ của ông Trump là cái ước mơ trở lại Tòa Bạch Ốc, cái ước mơ là sẽ đắc cử vào năm 2024. Thành ra bây giờ ông cứ đang chờ đợi, và ông từ từ ông chờ đợi. Ông giống như tôi nghĩ rằng là mấy người bạn của tôi họ nói cái chuyện rất là hay, họ bảo rằng là ông Trump giống như con mèo, ông đang vờn chuột, ông đợi con chuột nào ra, và lúc đó rồi ông mới tính đến, chứ không có vội. Ông Trump không có vội vã là phải đi hết chỗ này chỗ khác, bởi vì ông Trump trong ông luôn luôn tin tưởng là ông đi đến đâu cũng sẽ được ủng hộ, ông đi đến đâu ông cũng sẽ thành công. Và chưa kể đến cái chuyện người ta bảo rằng là hiện tại bây giờ ông Trump nói là trong cuộc bầu cử sơ bộ này sẽ không có ai mà cử tri Cộng Hòa ủng hộ cho bằng là cử tri ủng hộ Donald Trump. Nhưng mà cũng phải xin phép được thưa với chị Kim Nhung một điều là như thế này: cử tri ủng hộ Đảng ở vòng sơ bộ là cái điều rất là quan trọng, nhưng mà nên nhớ rằng là bầu cử ở sơ bộ hoàn toàn khác với lại bầu cử ở cấp quốc gia. Ông Trump đã từng hỗ trợ cho những ứng cử viên ra tranh cử ở cấp tiểu bang, họ đều thắng lớn ở vòng sơ bộ, nhưng mà kết quả là họ đều thất bại khi mà ra tranh cử bỏ phiếu ở cấp tiểu bang. Cái trường hợp của ông Trump cũng vậy. Hiện tại bây giờ người ta cũng đang lo là có thể ông Trump sẽ thành công ở vòng sơ bộ, nhưng mà chưa chắc đã thành công được ở cấp quốc gia. Đó là cái điều mà tôi ghi nhận được từ thủ đô Washington, thưa với lại chị Kim Nhung. Vâng, thưa anh Khanh, anh cũng vừa nhắc tới về vấn đề Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ. Diệu Quyên xin được hỏi anh là Quốc hội đã thông qua ngân sách cho tài khoản 2023 chưa, thưa anh Khanh? Câu trả lời là chưa. Nhưng lúc nãy tôi có nói, mấy ông bà tính là bây giờ họ vẫn cãi nhau ầm ĩ cả lên mà chưa xong cái gì cả. Họ chỉ xong được có một khoản duy nhất vào tối ngày hôm nay, tức là cái khoản tiền dành cho quốc phòng. Trong cái khoản tiền dành cho quốc phòng thì rõ ràng là phía bên Dân Chủ đã nhượng bộ phía bên Cộng Hòa, bởi vì là họ nghĩ rằng là như vậy thì họ sẽ được sự ủng hộ của bên Cộng Hòa qua những cái khoản mục khác. Tối ngày hôm nay thì họ xong được một điều, tức là về ngân sách quốc phòng. Ngân sách quốc phòng bây giờ là chúng ta sẽ tăng thêm 45 tỷ so với lại cái ngân sách mà ông Biden đề nghị. Tức là Bộ Quốc phòng năm nay cái chi phí quốc phòng là lên đến cả thảy là 875 tỷ đô la. Mới xong được cái phần đó thôi, còn những phần khác thì chưa xong. Tức là ngân sách về an sinh xã hội, ngân sách về giáo dục, vân vân và vân vân, chưa xong. Nhưng mà như là tôi đã thưa cùng với hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả là bây giờ ai cũng biết rằng là thứ sáu, tức là ngày mai 12 giờ đêm mà không có tiền là chính phủ đóng cửa. Mấy ông bà bảo thôi, bây giờ chúng ta tiếp tục thảo luận, và họ đồng ý với nhau
là kéo dài cái thời gian. Kéo dài đây cũng chỉ là một tuần lễ mà thôi. Tức là họ tin họ họ sẽ đạt được cái ngân sách trước khi họ rời Washington để về nghỉ lễ Giáng sinh và đón mừng năm mới ở tại tiểu bang nhà. Đó là cái nhìn mà tôi thấy được ở tại thủ đô Washington ngày hôm nay. Thưa với lại chị Diệu Quyên. Dạ vâng, cảm ơn anh Khanh. À, thưa anh, cho Kim Nhung hỏi mấy câu hỏi về cái trường hợp của ông Kevin McCarthy của Đảng Cộng Hòa. Hôm nay thì hiện nay ông đã đủ cái số phiếu để mà có thể trở thành tân chủ tịch Hạ viện chưa thưa anh? Câu trả lời là chưa. Câu trả lời là vẫn là chưa. Lý do là tại sao? Tôi đã thưa cùng với, đã có nhiều lần tôi thưa cùng với lại quý vị khán thính giả là cái số phiếu mà Đảng Cộng Hòa có được, cái số ghế dân biểu mà Đảng Cộng Hòa có được sau cuộc bầu cử giữa kỳ là 222 ghế và cần phải có 218 ghế thì là ông mới trở thành tân chủ tịch Hạ viện. Cho đến giờ phút này đếm đi đếm lại ông chỉ có 217 mà thôi. Tôi cũng được biết là cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, ông Trump đã gọi cho rất nhiều vị dân cử và ông bảo rằng là làm ơn bỏ phiếu cho ông Kevin đi, tôi là người ủng hộ ông Kevin. Nhưng mà thưa với lại hai chị và thưa cùng với lại quý vị khán thính giả, họ gật đầu với ông Trump, họ bảo là họ sẵn sàng bỏ phiếu cho ông Kevin, nhưng với điều kiện ông Kevin phải chấp nhận những cái gì mà họ đưa ra. Những điều mà họ đưa ra tức là trước hết là họ sẽ bắt buộc là một trong cái điều kiện mà họ đưa ra là họ bảo ông Trump, ông Kevin phải ủng hộ những cái kế hoạch, những cái kế hoạch luận tội ông Biden, luận tội con trai của ông Biden, điều tra con trai của ông Biden và luận tội một số vị tổng trưởng làm việc với ông Biden, luận tội sau đó kết tội để sau đó là truất phế, tức là cái mục tiêu mà họ đưa ra là như vậy. Ông Kevin, ông đồng ý, nhưng mà sau đó thì họ lại còn đưa ra một cái điều khác. Họ bảo rằng là chúng tôi không tin ông, bởi vì lúc ông nói thế này, lúc ông nói thế khác. Lúc thì ông bảo ông đồng ý luận tội, sau đó ông lại bảo là ông không nghĩ đến cái chuyện là trả thù chính trị là hay. Rồi bây giờ ông lại gật đầu bởi vì là ông cần lá phiếu của chúng tôi. Thành ra họ gài thêm một cái điều nữa, thưa với chị Kim Nhung. Cái điều đó là như thế này. Ngày mùng 3 tháng Giêng tới đây chúng tôi bỏ phiếu đồng ý để cho ông làm tân chủ tịch Hạ viện. Nhưng mà những ngày sau đó mà chúng tôi không hài lòng với cái lối làm việc của ông là chúng tôi được quyền bỏ phiếu truất phế ông. Rốt cuộc sau thì sao? Tức là có thể là ông chỉ làm được một vài tháng rồi là ông lại phải rời khỏi Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ. Ông Kevin ông bảo không, nếu mà các bạn đã đồng ý với tôi là phải để cho tôi làm hết một cái nhiệm kỳ ít nhất là 2 năm rồi chúng ta mới tính tiếp, chứ không có cái chuyện là lúc nào các bạn muốn truất phế tôi là các bạn truất phế, lúc nào các bạn vui các bạn ủng hộ tôi là các bạn ủng hộ. Rốt cuộc sau thì câu chuyện vẫn chưa đi đến đâu cả. Nói tóm lại là Đảng Cộng Hòa đã lấy được khối đa số ở Hạ viện, nhưng mà ông Kevin hiện tại bây giờ văn phòng của ông là văn phòng lớn nhất. Ông có một văn phòng rất to, nhưng mà ông chưa có cái chức vụ mà ông ước mơ cả chục năm nay, đó là chức chủ tịch Hạ viện, thưa với lại chị Kim Nhung. Cảm ơn anh. Vâng, thời gian đã không còn cho nên là xin hẹn gặp lại với ký giả Nguyễn Văn Khanh vào ngày mai. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn đến khán giả đã theo dõi phần tin tức vào buổi chiều ngày hôm nay. Và chúc cho quý vị một buổi tối an lành. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo. Xin kính chào quý vị.